Thủ đô Bình Nhưỡng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác nhận là rất yên bình vào ngày kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội. Người dân Triều Tiên được biết là đã tập dượt nhiều cho những cuộc diễu hành chào mừng kỷ niệm này. Tuy nhiên, vào sáng ngày 25 tháng 4, thủ đô Bình Nhưỡng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác nhận là rất yên bình vào ngày kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội. Mừng ngày thành lập quân đội, tôi đã chuẩn bị từ vài hôm trước rồi đến đây bày tỏ lòng kính trọng đối với những bức tượng đồng của các chủ tịch. Sáng nay tôi đi cùng vợ đi viếng nơi này, chúng tôi cảm thấy rất vui. Khắp thành phố trang trí banner, cờ phướng và poster. Người dân được nghỉ một ngày vào thứ ba, hầu như không có quá nhiều xe cộ cũng như người đi bộ trên đường. Vào những dịp này, mọi người thường đến Mansudae để dâng hoa và bày tỏ lòng thành kính trước những bức tượng đồng của các vị nguyên thủ quốc gia. Những cặp đôi mới cưới cũng đến đây để dâng hoa lên tượng đồng và chụp ảnh, quay phim lưu niệm.